nhân danh cha và con và thánh thần. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Vũ Minh Chi, 52 tuổi, bị ung thư gan ở giai đoạn cuối. Đứng trước căn bệnh này thì chúng con là những người ở dưới thế này, chúng con đều cúi đầu bó tay, nhưng chúng con sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu vãn lại người anh em của chúng con. Phần còn lại chúng con phó thác cho Chúa là đứng vào lòng thương xót. Chúng con phó thác cho các thánh nam nữ trên trời. Xin các thánh nam nữ trên trời chuyển lời cầu nguyện của chúng con đến Chúa qua anh Vũ Minh Chi, để xin Chúa cho anh được chữa lành, để anh trở về quê hương, anh tôn thờ các đấng mà anh đang tôn thờ. Cụ thể là anh đang tôn thờ Đức Phật, rồi anh đang đến với chùa chiền mỗi ngày. Xin Chúa chữa lành để anh trở về đời sống sau này, để anh phục vụ những năm tháng còn lại trong cuộc đời của anh. Cha cũng cầu xin các bạn của cha ở trên cộng đồng Facebook để cầu nguyện cho anh Vũ Minh Chi để anh được mau khỏe mạnh. Xin thầy có cầu nguyện gì cho nhân đây, theo cái tinh thần mẫu quy ở đây mà thân bạn quyến thuộc quý vị cũng mời tôi đến cơ sở của linh mục đây, và nãy giờ thì linh mục cũng đã nói hết rồi. Với cái tư cách là một người lãnh đạo về mặt tâm linh thì tôi cũng xin trước nhất là cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Thiên Thần Bát Bộ cũng như Chúa về ban phục lành, cũng như là chư Phật gia hộ cho bệnh nhân được vạn sự an lành, trong tương lai được khỏe mạnh và trở về. Và tôi hy vọng tập thể bác sĩ lương y ở đây cũng như cái đức của cha, mà tôi tin tưởng rằng là các cái bệnh nhân nói chung và anh Chi này nói riêng thì sẽ được bất bệnh và hồi phục trở về lại bình thường. Dạ, xin hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Sáng lan vì lễ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời Thầy, xin mời mọi người ngồi xuống. Thầy quê ở đâu Thầy? Quê thì ở Bình Định nhưng mà sống ở Sài Gòn. Dạ, Thầy đang trụ trì chùa Huệ Đăng ở quận 3. Sao Thầy biết tụi con ở dưới này? Do thân nhân của bệnh nhân. Dạ. Chắc Thầy cũng dắt nhiều Phật tử đi chữa bệnh vậy rồi chưa? Chưa, hôm nay là lần đầu tiên, tôi cũng rất là thắc mắc. Nhưng mà hôm nãy giờ thì bác sĩ này có nhất thích cho tôi rằng là cái quận động quy. Dạ. Và sợ về mặt hành chánh, rồi kết hợp với địa phương cũng như trường tập đó, và kết hợp với thân nhân bệnh nhân để cho biết rằng là bệnh nhân như thế nào. Dạ. Sao về mặt pháp lý, sở chính quyền địa phương như thế nào đó, cho nên đó là biết cho rõ ràng cái lý lịch như vậy, hay là có cái sự hiện diện của nếu là những người phụ tử thì có quý thầy đến đây để báo lãnh. Đây là lần đầu tiên mình tôi đến, là do sự yêu cầu. Chứ thật ra là chúng tôi cũng quá bận rộn mà không có thời giờ đi vậy đâu. Dạ. Mà yêu cầu chúng tôi cũng cố gắng vì bệnh nhân và chúng tôi xuống đây. Như vậy là Thầy cũng đã hiểu được cái lý do mà Thầy có mặt ở đây. Dạ, nãy giờ thì anh này giải thích tôi hiểu được cái lý do. Dạ. Vậy thì sau khi Thầy hiểu được cái lý do rồi, Thầy có mặt ở đây với Phật tử của Thầy rồi, thì Thầy lại có một cái niềm vui khác, đó là làm cho lời của Phật được gian dọc. Từ ngày Thầy xuất gia đến giờ, thì người đầu tiên, lần đầu tiên Thầy dẫn một Phật tử đi chữa bệnh, gọi là đi cứu mạng. Điều này lớn lắm. Điều này nếu mà nói về lòng từ bi thì coi như nó là tuyệt đối lớn, chứ không nói là tương đối vậy đó. Vì Thầy có thể ở chùa, Thầy có thể tụng kinh, Thầy có thể làm pháp sự các thứ, nhưng mà điều đó nó không làm khó Thầy. Tại vì từ trong phòng bước ra chấm điện tụng kinh đâu có khó. Rồi từ trong phòng mà bước ra đi cầu siêu đâu có khó. Nhưng mà từ trong phòng mà bước đi gần 200 cây số đến đây, xuống cầu ngang,
đó, đi với một bệnh nhân mà giai đoạn cuối thì đây là cái công đức vô lượng. Thầy đồng ý không? Đây là công đức vô biên. Mà chính cái công đức này thì chắc chắn Đức Phật sẽ nhìn thấy. Đức Phật ở trên cao sẽ chứng minh cho thầy điều này. Vậy điều đầu tiên chúng con mừng cho thầy là thầy đã chứng minh được lòng từ bi với Đức Phật, và thầy cũng chứng minh được lòng từ bi với các Phật tử của thầy ở trong chùa, hay là các đệ tử mà thầy đã từng cho họ gia nhập vào đạo tràng của thầy. Đó là điều mà chúng con mừng cho thầy. Còn chúng con ở đây trị bệnh thì nó có cái nguyên tắc, có quy chế. Ví dụ như là người Phật tử thì phải có sư trụ trì, do vậy là bệnh này bệnh lớn, thành thử ra bệnh này là bệnh chết người. Mà nếu chúng con tự chữa trị thì chúng con không dám. Còn nếu có người phụ huynh dắt về thì chúng con sẽ mạnh dạn. Vì chúng ta cùng nhau chữa trị. Và đó là nói về mặt xã hội. Còn nói về mặt tâm linh thì chúng ta cùng nhau trì chú đại bi, hoặc là chúng ta cùng nhau để mà cầu nguyện. Thì bệnh này nó giống như là một cái con virus có linh hồn. Nó muốn ngủ là nó ngủ, mà nó muốn quậy là nó quậy. Do vậy mà một mặt chúng ta trị bằng khoa học, một mặt chúng ta phải cầu nguyện, phải trì chú đại bi, phải cầu siêu độ cho Phật tử của chúng ta, hoặc là cho con chiên. Đó là điều mà chúng con mong mỏi như vậy. Thì cái điều chúng con mong mỏi đó nó hợp lẽ trời, và nó cũng hợp lẽ đạo, cũng hợp lẽ người, cho nên mới có mặt thầy ở đây. Chứ nếu cái điều mà chúng con mong mỏi mà nó không hợp thì chắc chắn thầy không có mặt ở đây. Tại vì thầy là trụ trì thì đương nhiên là mỗi ngày thầy đều có một cái thời khóa biểu. Thầy đâu có đi vậy được. Nhưng mà vì hợp lẽ trời cho nên thầy phải đi. Tức là mọi thứ phải dừng lại vì chuyện này. Và đó là vì một cái chữ hết sức là lớn lao trong chùa của thầy, gọi là chữ từ bi. Thêm chữ là hỷ xả. Thầy có nghe không? Đó, hai chữ, bốn chữ này thầy nghe con. Và bốn cái chữ này sẽ làm cho lời Phật vang dội trong lòng thầy. Và bốn cái chữ này mà thầy dắt đến đây là làm cho lời Phật được chứng minh rõ ràng. Chúng con chúc mừng thầy, hai thầy nha. Chúc mừng thầy với thầy phụ tá của thầy nha. Dạ, đó là chúng con mừng cho thầy. Chúng con cũng muốn làm như thầy lắm mà làm không được. Đâu có ai nhờ mình dẫn đi đâu. Rồi đó là chúng con tán thán công đức của thầy ha. Chúng con cầu xin Phật gia hộ cho thầy sức khỏe. Rồi cầu xin Chúa chúc phúc cho thầy. Và mỗi ngày lòng từ bi của thầy sẽ nở rộ thêm. Nở rộ thêm sẽ đâm hoa, đơm hoa kết trái cho Phật tử của thầy. Đại diện cho thân nhân của bệnh nhân. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Hôm nay chắc thầy khoảng 70 chưa? 78. Trời ơi, 80 rồi. Dạ, dạ. Vậy thầy lớn hơn con 40 tuổi. 40 tuổi. À. Thầy bao nhiêu tuổi rồi? Ba mấy. Rồi bây giờ chúng con và thầy đã nói chuyện rồi, giờ chúng con xin phép nói chuyện với bệnh nhân trước. Sau đó chúng con sẽ nói cái cách chữa trị của cái chuyện mà tại sao mà mình chữa, mình dám lận cái bệnh này. Mà trong khi đó cái bệnh này là cả thế giới phải chạy. Thì chúng con lại dám đương đầu với nó. Đây là một cái gọi là một cái nan giải mà các nhà khoa học ngày hôm nay lại gặp. Dạ, tôi cũng mở ra nghe, tại vì tôi đang thắc mắc với những người thân nhân đây. Ừ. Tôi nói gặp cancer và cancer giờ chót rồi. Ừ. Mà như này lãnh chữa là cả một vấn đề. Qua đà biến thước và tải thớ. Nên tôi nghĩ vậy. Nên là thôi cứ xin... Vậy chút nữa thầy sẽ nghe ha. Chút nữa thầy sẽ đón thầy nghe. Con ơi, theo lý mà nói bệnh con sẽ đi chết. Nha. Con có hiểu được chuyện này không? Hiểu. Hiểu. Chắc chắn bệnh con sẽ đi chết. Và con chuẩn bị cái chết đó, nó mỗi ngày, mỗi từng giây, từng phút nó đến với con, chứ nó không có rình nữa. Giờ đây nó không có rình con, mà nó đến từng phút, từng giây, từng phút, từng giây.
Vậy thì lý do nào mà con lại mắc bệnh này? Thì chút nữa cha sẽ trả lời cho con lý do mắc bệnh. Rồi cha sẽ chữa bệnh cho con bằng cách nào? Mà nếu như cha chữa hỏng hết nữa thì con phải vui mừng mà chết. Vì đây là cái nơi này là cái nơi chữa bệnh hết sức là cao cấp. Mà cha dám chữa cho con như vậy thì đương nhiên cha phải đối đầu với sự chết. Và cha phải dành lại sự sống cho con. Vì con hiểu, ngay bây giờ con phải hiểu liền là nếu con ở nhà là từng giây từng phút con chết, mà con đi đến đây thì cơ hội sống của con sẽ cao. Nói như thế không phải là con không chết nha. Nói như thế có nghĩa là con phải biết nghe lời lương y bác sĩ ở đây, thì cái sự sống nó sẽ ở bên con cao hơn nha. Vậy thì bệnh của con thì theo lý mà nói đó, thì tất cả mọi người chạy hết. Nhưng mà nói như hồi nãy cha nói với thầy là vì từ bi hỷ xả ha. Cái điều đầu tiên là cha không chạy, lòng từ bi đó cha không chạy. Điều thứ hai là cha sẽ nói cho con biết cái cách cha chữa trị nha. Con xin phép thầy nói chút nha. Bây giờ thầy lớn hơn tụi con 40 tuổi thì biết nói gì đây trời? Tự nhiên hết thầy. Ví dụ tụi con nói có gì sai thầy sửa dạy ha. Thầy có thể thầy chỉnh sửa lại. Bây giờ cha nói cho con biết. Hãy cha nói cái gì cho con dễ hiểu. Cha nói chuyện sáng về cha nói lại để cho dễ hiểu hơn. Hiện nay trên thế giới người ta đang bắt đầu vào cái công nghệ, người ta đang chuẩn bị cái tinh thần là tiến tới công nghệ 4.0. Thầy có nghe không? Công nghệ 4.0. Vậy khi mình nói công nghệ 4.0 thì mình phải hiểu vậy 1.0, 2.0, 3.0 là công nghệ gì rồi mới tới công nghệ 4.0. Công nghệ mình nói là thế giới nó đang bước vào cái thế kỷ 21 này, nó đang bước vào công nghệ 4.0. Vậy thì công nghệ 4.0 mình nói một mảng về y khoa, mình nói về y khoa chữa bệnh thôi nha. Vậy thì cái công nghệ y khoa mà công nghệ 1.0 là công nghệ y khoa. Công nghệ 4.0 nó dùng cho hết tất cả mọi thứ chứ không phải là chỉ dùng cho chữa bệnh. Nhưng chúng ta lấy một cái mảng công nghệ 4.0 ra chữa bệnh thôi. Thì công nghệ 4.0 này chúng ta muốn hiểu nó 4.0 thì chúng ta hiểu 1.0. Nghe kỹ nha. Vậy công nghệ 1.0 này là công nghệ của y khoa, là hồi đó nó chữa bệnh bằng cách nào? Nó chữa bệnh vào một thời buổi mà công nghệ 1.0 là chữa bệnh sơ sài. Giống như là mình đau bệnh thì đến bác sĩ người ta chích vô mông mình. Đây là công nghệ 1.0. Nó chích để cho uống thuốc. Đó là công nghệ 1.0. Chích hoặc là uống thuốc. Thầy có công nhận là hồi trước hồi thời mà trước 75 rồi đó, thầy đâu có, thầy nói mà thầy đau nhất hay là này kia nọ, thầy đến bác sĩ là thầy chích cho uống thuốc thôi, chứ tao đâu làm gì khác hơn được, thầy công nhận không? Ví dụ như cái thời điểm mà trước 75 đó, thầy bị gọi là bị đau ruột thừa đi, thì cái chuyện mà mổ xẻ nó còn xa lắm, thì bác sĩ người ta dùng cách là chích ép, cái từ mà nhà quê gọi là chích ép, thì gọi chích đó gọi là chích giảm đau, để cho anh bớt đau, rồi hy vọng ngang qua cái bớt đau đó anh sẽ lướt qua được. Nhưng mà anh lướt qua được một ngày hoặc một tháng hoặc một năm rồi anh sẽ trở về cái đau tiếp. Đó là công nghệ 1.0, là thời điểm đó là thời điểm y khoa, là người ta chỉ chích cho uống thuốc thôi. Rồi sau một thời gian người ta sẽ nâng cấp cái công nghệ lên là 2.0. Công nghệ 2.0 này người ta cao cấp hơn là người ta truyền nước biển. Ví dụ vậy, nó cao cấp hơn chích uống thuốc. Thấy nè, ví dụ như giờ bệnh nhân này bây giờ chích nó đau quá. Thấy nè. Thì bây giờ người ta trộn cái thuốc với nước biển, người ta trộn chung lại, người ta truyền vô đường máu, thì như vậy là bệnh nhân người ta không than đau. Thấy nè. Đó, công nghệ 2.0 là truyền nước biển. Mình ví dụ đơn giản vậy thôi. Chứ cái công nghệ 4.0 này nó dùng cho cả một cái thế giới này. Công nghệ thứ ba là công nghệ 3.0 của y khoa. 3.0 là bây giờ nó đến vấn đề mổ rồi,
gọi là phẫu thuật. Phẫu thuật. Phẫu thuật hoặc là cắt ghép hoặc là ráp xương. Đây là công nghệ 3.0. Thí dụ như bây giờ một người bị nan y là ung thư thì người ta điều đầu tiên là người ta sẽ mổ, người ta cắt cái khối u đó. Đây là phẫu thuật, là công nghệ 3.0. Còn trước 75 mình nói mình bị ung thư người ta có mổ được không? Đau ruột thừa là đã không mổ được mà, không có điều kiện mổ. Vì nó là công nghệ còn thấp, nó chỉ là chích uống thuốc ép cho nó bớt đau. Rồi đến 2.0 là ta truyền nước biển, truyền thuốc rồi được, khác hơn. Rồi đến 3.0 là giờ người ta phẫu thuật. Hiện nay công nghệ 4.0 của y khoa là đến 3.0 là phẫu thuật. Ví dụ như bây giờ mình bị một khối u thì đến bác sĩ người ta cắt bỏ, thì xong đó người ta truyền quá trị xạ trị vô là 3.0. Vậy chúng ta phải hiểu cái công nghệ 4.0 này. Hiện nay khoa học chưa có vận dụng cái công nghệ 4.0 này. Công nghệ 4.0 này, đây là công nghệ 4.0. Tức là 1.0, 2.0, 3.0 là hiện nay là nhân loại đang hưởng nhờ. Nhưng mà rõ ràng nếu công nghệ 3.0 này mà xuất sắc thì ông này sẽ không bị ung thư da. Thầy có công nhận không? Sẽ chữa hết ông. Vậy thì công nghệ 3.0 của y khoa này không giải quyết được bệnh ung thư gan này. Vậy bây giờ phải dùng đến công nghệ 4.0. Mà công nghệ 4.0 hiện nay khoa học thế giới chưa xài. Mà chúng con xài công nghệ 4.0 này là công nghệ nước, công nghệ nano. Công nghệ nano là công nghệ 4.0. Vậy công nghệ mà đang chữa bệnh cho anh Chi này là công nghệ nano. Công nghệ nano là công nghệ 4.0 mà cụ thể của nano nó là nước. Đó là chữa bệnh. Tại sao lý do nào mà cái bụng sơ gan giai đoạn cuối mà cha vẫn chấp nhận chữa là bởi vì cha dùng công nghệ 4.0. Công nghệ 4.0 nó là công nghệ nano. Nano nó là nước. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay anh không cần phải chích uống thuốc hay là truyền nước biển hay là phẫu thuật, nhưng anh chỉ cần cho nước vào cơ thể. Đây là công nghệ cao cấp nhất. Và cái công nghệ này trong tương lai, cái công nghệ 4.0 này nè, là tất cả mọi người phải hiểu. Và cái công nghệ này hiện giờ á, thí dụ như bây giờ thế giới nó chế ra một cái robot. Thế giới nó chế ra một cái robot. Con lấy ví dụ đi. Lấy ví dụ cho nó vui. Cái máy vi tính, khi mà trước 75 thì cái máy vi tính của nó là bề ngang nó cả chục mét, bề dài cả 20-30 mét. Còn đến ngày hôm nay cái máy vi tính nó bị lớn. Nó công nghệ tối tân đến mức độ nó gọi là laptop. Thấy nè, cái laptop nhỏ xíu, đó là cái nhỏ xíu, cái trên bàn tay mình mà nó giống như hồi trước 75 mà Mỹ vô Việt Nam là cái máy vi tính của nó là bề dài mấy chục mét. Nó mở một cái là từ ngày nó vô tới ngày nó về nó mở luôn, nó không tắt. Thấy nè. Còn ngày hôm nay thì công nghệ nó tiên tiến rồi, cái máy vi tính nó trở thành cái laptop nhỏ thôi nha. Tức là nó cao cấp đến vậy. Vậy thì ngày mai này họ sẽ sản xuất ra một con robot. Cái con robot này nó được cài đặt bằng công nghệ 4.0. Vậy con robot này muốn cái gì là nó sẽ trả lời cái đó. Muốn cái gì là nó nói cái đó. Ví dụ như bây giờ đây là ông cha Tường. Thì nó làm cái robot ông cha Tường thì nó cài hết tất cả những gì vô trong đó. Thì khi mà một người họ tới, robot họ hỏi cái là robot trả lời. Thầy thấy giờ công nghệ này nó cao cấp. Và đó là ông cha Tường ở nhà thờ. Thì nó lại nó hỏi ngay ổng là ổng trả lời, nó hỏi ngay robot là ông cha Tường trả lời. Bởi vì nó đã cài hết tất cả những gì đó. Hoặc là thầy, họ làm một con robot thay một ông sư trụ trì. Hay giờ không cần lại chùa gặp sư trụ trì, gặp robot là hỏi biết hết. Có những cái mà công nghệ 4.0 này không giải quyết được, nhưng mà mọi thứ giải quyết được. Nhưng có những cái không giải quyết được. Ví dụ có những cái sau đây công nghệ 4.0 này không giải quyết được cho nhân loại. Thí dụ như là ăn, thí dụ như là uống, thí dụ như là bài tiết,
Ví dụ như là làm phước. Bây giờ cái công nghệ 4.0 này nè, đây là một con người, đây là một sư trụ trì hay là một linh mục đó, cài công nghệ 4.0 này vô. Thì bây giờ tôi không cần đến chùa, tôi họ gặp thầy tôi hỏi gì hết. Tôi chỉ cần hỏi cái con robot này là tôi biết tất cả mọi thứ gì, giáo lý gì, đủ mọi thứ trên đời, trong đạo Phật biết hết, trong đạo Chúa biết hết. Nhưng mà tôi nhờ cái công nghệ này giúp cho tôi ăn, không được. Giúp cho tôi uống, không được. Giúp cho tôi bài tiết, không được. Giúp cho tôi làm phước, không được. Vì cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện bài tiết, chuyện làm phước chính là chuyện của từng người một. Vậy cái công nghệ 4.0 này nó nổi tiếng thế giới, nó sẽ làm cho băng sát hết. Nhưng ngược lại có những cái nó làm không được. Ví dụ như ăn uống hay là bài tiết hay làm phước. Cái chuyện mình ăn là mình phải bỏ vô miệng, chuyện mình uống là mình phải bỏ vô miệng, chuyện mà cơ thể mình nó tiết ra chất này chất kia là robot không làm, công nghệ này không giúp được. Chuyện làm phước công nghệ này không giúp được, mà chính con người mình phải làm được. Vậy bắt đầu từ hôm nay, xã hội đang tiến tới công nghệ 4.0. Thì ngược lại, tất cả các nhà lãnh đạo, thí dụ như mình nói về nhà tu, nhà tu đi, thì nhà tu này phải được cái công nghệ này và phải giỏi như cái công nghệ này. Nhưng mà nhà tu này giỏi như công nghệ này, nhưng mà nhà tu này không giải quyết được cho nhân loại chuyện này, còn nhiều chuyện khác nữa. Nhà tu này là đã hiểu giỏi bằng công nghệ 4.0. Ví dụ như bây giờ tụi con đang chữa bệnh bằng công nghệ 4.0 là tụi con giỏi đó, tụi con giỏi đó. Nhưng mà tụi con chưa làm được những chuyện giúp cho người ta ăn, giúp cho người ta uống, giúp cho người ta bài tiết, giúp cho người ta làm phước. Vậy thì bất kỳ một nhà lãnh đạo nào trên quốc gia đó, hoặc là chủ tịch nước, hoặc là thủ tướng, hoặc là linh mục, hoặc là trụ trì, phải thuộc cái công nghệ này, phải vận dụng công nghệ này tuyệt đối 100%. Đó là mình lãnh đạo được. Nhưng còn cái phần này chưa được đây. Vậy nhà lãnh đạo này vừa lãnh đạo công nghệ này trong tay mà phải lãnh đạo được cái chuyện này nữa, thì nhà lãnh đạo này phải có những điều sau đây, thì nhà lãnh đạo này sẽ làm được hết chuyện này. Phải có 7 chữ vàng: ăn, cây, cỏ, buông, bỏ, cho, không. Nhà lãnh đạo này đã nắm cái công nghệ này, đã là công nghệ, nhà lãnh đạo này là công nghệ 4.0. Nhưng nhà lãnh đạo này mà thiếu 7 chữ vàng này, ăn cây cỏ, buông bỏ cho không, thì không giải quyết được chuyện này cho nhân loại. Mà hiện nay nhân loại đang cần giải quyết chuyện này, chứ không cần giải quyết công nghệ 4.0. Vì công nghệ 4.0 này là khoa học, từ từ mỗi người người ta giải quyết được. Nhưng còn cái chuyện mà ăn uống bài tiết làm phước nhân cách ấy, thì nhà lãnh đạo hoặc là nhà tu trì phải có 7 chữ vàng này: ăn cây cỏ, buông bỏ cho không, mới giải quyết được chuyện này. Một mặt anh là công nghệ 4.0, một mặt anh phải có 7 chữ vàng này để anh giải quyết những cái mà công nghệ không giải quyết được, thì anh mới là lãnh đạo tôn giáo, anh mới là lãnh đạo đất nước. Thầy thấy công nghệ này lớn không? Mà hiện nay xã hội đang đi theo công nghệ này. Dạ. Tụi con nói thêm, cái công nghệ 4.0 này đưa vào y khoa, nó là công nghệ nano. Mà như hồi nãy con có nói, một công nghệ 1.0 là chích hoặc uống thuốc, công nghệ 2.0 tân tiến hơn là truyền nước biển, công nghệ 3.0 tân tiến hơn là phẫu thuật cắt ghép. Ngược lại, khoa học chưa dùng công nghệ 4.0 này bằng nano, bằng nước. Vậy tụi con xử lý cái công nghệ nano bằng nước này. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cái người bệnh này sẽ được sử dụng công nghệ 4.0. Đó là cái cách mà tụi con đang trị bệnh theo công nghệ 4.0. Nãy giờ thầy, chuyện này xưa nay thầy có nghe ai phân tích chưa? Thật lòng thầy có đã nghe ai phân tích chỗ này chưa? Chưa. Sư thầy có nghe chưa? Chưa luôn. Mọi người đây có nghe chưa? Chưa. Quá thật là như vậy nhé. Quá thật, thế giới nó đang đi vào công nghệ 4.0. Đó là cái cách mà tụi con sẽ chữa bệnh bằng công nghệ 4.0 là công nghệ nano. Vì thế tụi con chữa bệnh như thế, tụi con mới nói rằng thầy dắt về. Chứ nếu tụi con không có cách chữa bệnh thì con đâu có dám mời thầy dắt về. Thầy công nhận không?
ở đây thầy lớn hơn tụi con 40 tuổi nữa. Thầy nói theo kiểu thế gian là thầy đẻ tụi con không phải lặng. Con cháu. Nhưng tụi con dám đưa ra một cái nguyên tắc thầy dắt về là tụi con phải có một cái chiến lược trị bệnh ung thư hoặc là trị bệnh nan y bằng công nghệ nano, là công nghệ 4.0. Mà khoa học hiện nay mới tới 3.0 thôi. Mà tụi con đã vượt qua cái phẫu thuật đưa đến 4.0 là dẹp cái phẫu thuật quang bên. Giờ đây chỉ truyền nước vô trong người anh thôi. Là giải quyết bệnh quá. Đây là công nghệ tinh vi nhất. Tinh vi nhất trong y khoa. Thế nào là xã hội họ xứng xã tìm những cái clip này để học con. Quá thật, năm nay thầy 80 tuổi rồi. Mà thầy chưa hề nghe được những chuyện này. Thì còn rất nhiều người ở sau lưng thầy lại chưa nghe được. Thầy công nhận với con chỗ này không? Và con nói lời với thầy một lần nữa. Nếu hôm nay thầy là một sư trụ trì, thầy phải nắm mấy công nghệ 4.0 này trong tay. Nhưng bên cạnh đó thầy phải có 7 chữ vàng: ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không. Thì thầy mới giải quyết được tất cả những cái chuyện tâm linh của một nhân loại, của một con người. Chứ không phải là thầy nắm được công nghệ này mà thầy giải quyết được hết xã hội này. Mà thầy nắm được công nghệ này rồi, mà thầy phải nắm được cái bí quyết ăn cây cỏ, buông bỏ cho không này nữa, thì thầy mới giải quyết được những cái chuyện này. Thì như vậy, một con người đến với chùa, một Phật tử đến với chùa, họ nhìn thấy, à, thầy tao đang nắm công nghệ 4.0 trong tay. À, thầy tao đang ăn cây cỏ, đang buông bỏ, đang cho không. Rõ ràng thầy thấy Phật tử của thầy có phải hãnh diện về thầy không ạ? Và từ nay trở đi, tao chết trong chùa, tao sống trong chùa, tao bỏ xác trong chùa. Bởi vì sao? Bởi vì thầy tao là thầy của thế giới. Vậy, tuy rằng thầy 80 tuổi thật, nhưng điều này thầy cũng phải bắt đầu. Phải học. Để Phật tử của thầy, giờ đây nó nhìn ông sư trụ trì bên kia, nó thấy có công nghệ này, nó có đủ điều kiện này, có cái đầu nó quên trụ trì bên đây rồi. Thầy phải để ý lời con nói hôm nay. Cho dù thầy 100 tuổi đi nữa, thầy là đại lão hòa thượng, nhưng thầy không có điều này thì nhân loại nó sẽ tàn ở bên này. Vì cái công nghệ 4.0 này là công nghệ tinh vi nhất mà có thể chữa được bệnh nan y cho nó mà. Cha nói vậy đúng không? Bên nào mạnh mình theo, đúng vậy không con? Bên nào có đủ yếu tố này là mình theo. Vậy khi cha nói như thế thì các thầy phải bắt đầu vào cuộc liền. Thầy đồng ý con không? Thầy trẻ đồng ý không? Phải bắt đầu vào cuộc, nếu không các Phật tử người ta sẽ nghiêng về thầy nào mà đã được điều kiện này. Kể cả các linh mục, giám mục, hồng y, giáo hoàng, lãnh đạo, chủ tịch nước, tổng thống nước, phải như thế. Hôm nay thầy hiểu rõ chỗ này rồi ha. Hơi mệt. Nói rồi hơi mệt. Rồi bây giờ con bôi chỗ này. Cha sẽ nói cái cách cha chữa cụ thể. Nãy là nói cái cách chữa bệnh 4.0. Bây giờ nói cách chữa cụ thể. Tại sao con bệnh nha. Tại sao con bệnh? Sao? Mấy thầy lương y mới nghe hả? Mấy thầy lương y sống với cha tường tối ngày mà cũng đâu được nghe, không dạy đâu. Biết tới đâu dạy tới đó, chứ không phải dạy hết. Hiểu tới đâu mới nói tới đó, chứ nó hồi luôn nó bị tổng quả nhập ma. Rồi bây giờ cha nói thẳng về cái bệnh nha. Cha nói thẳng về cái bệnh con nha. Bây giờ đời sống của một con người, đời sống một con người, đời sống của một con người, nó có ba cái bước đi. Nó có ba bước đi. Bước một, đó là thói quen. Thí dụ như thói quen của tôi là 5 giờ thức dậy. Sáng nào là em cũng 5 giờ thức. 5 giờ thức. Vậy thì sáng ngày mai 4 giờ thức được không? Hả? Thói quen thì sửa được. Hả nè? Vậy sáng nay sáng nào 5 giờ tôi cũng thức, nhưng mà sáng tới này 4 giờ tôi thức,
Sáng ngày mốt 6 giờ tôi thức dậy, thói quen có thể sửa được, có thể thay đổi. Thói quen có thể thay đổi. Đó là đời sống của một con người, nó có ba cái bậc. Bậc một là thói quen có thể thay đổi. Thí dụ sáng nay 5 giờ tôi thức, thì ngày mai tôi không thức 5 giờ, tôi thức 4 giờ hoặc tôi thức 7 giờ chuyện bình thường. Vì đó là thói quen đó, đâu có gì đâu. Thay đổi được. Vậy thói quen có thể thay đổi được. Bậc thứ hai, bậc sống thứ hai là truyền thống. Truyền thống. Truyền thống thay đổi được không? Hả? Truyền thống thay đổi được không? Thí dụ bây giờ con đang là tóc ngắn, bây giờ bảo con để tóc dài như cha, con để được không? Truyền thống của con là xưa nay là hết đầu ngắn, mà giờ biểu con để tóc dài vậy con thấy ngứa ngáy không? Khó chịu không? Truyền thống của con là không có để tóc dài, mà biểu con để tóc dài con để không được. Vậy là truyền thống khó thay đổi. Khó thay đổi. Mình nói khó thôi nha. Khó thay đổi. Truyền thống của một dân tộc không thay đổi được. Thí dụ như dân tộc của tôi là khi mà có một cái ngày lễ gì đó tôi đi chùa, thì cái truyền thống ở trong chùa tôi thì cái ngày rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, tất cả là phải đi chùa lễ Phật, là phải bận áo tràng, áo màu lam. Vậy thì một người mà không bận áo tràng, không bận áo màu lam mà đi vô trong đó ngồi lễ Phật thì người ta nói con đó nó chưa quy y. Thầy công nhận không? Truyền thống đi chùa lễ Phật là phải bận áo lam. Vậy thì nếu có một người trong đó mà không có cái màu áo này, không có màu áo này thì rõ ràng là mày không giống truyền thống. Vậy thì người ta sẽ nhìn mày với một cái nhìn là mày chưa quy y, chưa có pháp danh. Vậy trong cái truyền thống đó khó thay đổi. Khó thôi chứ không phải thay đổi không được, khó thôi. Vậy bậc sống thứ ba, lẽ sống. Thói quen, truyền thống, lẽ sống. Thói quen có thể thay đổi, truyền thống khó thay đổi, mà lẽ sống thì sao? Lẽ sống thì sao? Không thay đổi. Không thay đổi. Nói chung cái đã nói tới lẽ sống thì truyền thống thì đã khó thay đổi rồi, mà lẽ sống thì làm sao thay đổi được. Cho lấy ví dụ, bây giờ người này là chồng con phải không? Bây giờ cho biểu con thôi chồng con chịu không? Vì đó là lẽ sống. Thắng nè, bây giờ người này là vợ con giùm cha này, người này là vợ con, cha biểu con thôi vợ con chịu không? Lý do là sao? Con không biết trả lời, nhưng mà khi con hiểu ra là con nói đây là lẽ sống không thay đổi. Thắng nè, vậy cái lẽ sống không thay đổi được, mà lẽ sống của nhân loại hiện nay là ăn động vật. Hiện nay lẽ sống của con người là ăn động vật, mà họ cho cái ăn động vật này chính là cái huyết mạch, tức là máu huyết đang chảy trong người của họ. Họ không thể bỏ được, vì đây là họ cho đây là lẽ sống, đây là huyết mạch. Chừng nào tôi bệnh tôi chết thì tính sao, còn đây là lẽ sống của tôi. Mà chính vì anh thấy cái anh chọn cái lẽ sống sai đó mà ngày hôm nay anh mới ung thư gan. Thầy thấy rõ ràng không? Vậy bây giờ tại sao anh ăn động vật? Là bởi vì anh không hiểu, hoặc là anh cố tình anh không hiểu. Anh không hiểu ở chỗ nào? Anh không hiểu ở chỗ nào? Trong khi Đức Phật dạy anh là không được sát sanh. Đó, không được sát sanh.
Anh có nghe không? Đức Phật dạy anh là không được sát sanh, đồng nghĩa là không được ăn động vật. Mà bây giờ anh chọn động vật là lẽ sống, là huyết mạch, thì kết quả anh là phải cancer, là ung thư gan. Cancer là ung thư. Phải thầy là công nhận không? Rõ ràng thầy thấy Phật tử của thầy đi sai đường đúng không? Chọn cái lẽ sống là ăn động vật, thì đương nhiên là con phải chọn một cái hậu quả là cancer, là ung thư gan ngay tức khắc. Nếu con chọn cái lẽ sống của con là không được sát sanh hại vật, thì chắc gì ngày hôm nay con mang cái bệnh này. Và cha cũng khẳng định với con là không có luôn. Nếu con có mang cái bệnh này, con ăn chay mà con bị ung thư, chẳng qua là cái chủng tử của con bị ung thư. Thầy đồng ý không? Chủng tử là cái gì? Chủng tử là cái gì? Chủng tử là cái tinh trùng của người cha, cái trứng của người mẹ. Khi mà giao hợp với nhau thì cha ăn động vật, mẹ ăn động vật, thì chủng tử động vật đẻ ra cái con động vật. Đó là chủng tử. Rõ ràng lẽ sống của con là ăn động vật, huyết mạch đang chảy trong người của con là máu động vật, thì đương nhiên kết quả là ung thư. Nhưng ngược lại, nếu lẽ sống của con là không được sát sanh, là ăn cây cỏ mang hạt giống hồi nãy đó, là ăn chay trường đó, thì nếu con có ung thư, chẳng qua là cái chủng tử của con. Ngược lại, nếu con chọn cái ăn động vật là con ung thư, nhất định con ung thư. Vì sao? Vì nó không phải là thức ăn của mình. Không phải là thức ăn. Bây giờ mình đối chiếu với chữ động vật không phải là thức ăn. Cụ thể là Đức Phật dạy không được sát. Đức Phật đâu biểu mình ăn động vật. Đối chiếu với câu động vật không phải là thức ăn, cụ thể là Đức Phật dạy không được sát sanh hại. Đức Chúa dạy là phải ăn cây cỏ mà. Vậy thì rõ ràng cái lẽ sống con người ngày hôm nay, họ chọn ăn động vật là lẽ sống, là huyết mạch, thì kết quả là ung thư. Mà nếu lẽ sống con người ngày hôm nay mà chọn không ăn động vật, thì đương nhiên kết quả của anh là bình thường. Nếu anh có ung thư là cái chủng tử của anh đã bị rồi, nhất định anh phải chỉnh sửa chỗ này. Con nói vậy đúng không thầy? Vậy kết quả ngày hôm nay con bị ung thư là không có gì là lạ hết. Thầy công nhận không? Vậy từ cái chỗ mà cha biết con đã bị ung thư vì cái lý do này rồi, cho nên cha đưa con trở về cái công nghệ là 4.0. Cha dẫn con trở về công nghệ 4.0 này. Thì công nghệ 4.0 này là công nghệ hiện nay là thế giới đang đuổi theo. Và nó là nano. Theo khoa học nó là nano, nó là nước. Mà con người của mình, khoa học chứng minh là 70% là nước, 30% là phần chất lỏng, chất cứng. Vậy thì khi cơ thể con 70% là chất lỏng mà cha đưa công nghệ nano là nước vào cơ thể con, thì nhất định nó phải hợp với cơ thể con liền chứ. Không trả đâu khỏi. Còn nhiều chuyện con muốn nói với thầy lắm mà con mệt. Nói hết nổi nè. Thôi thì tạm thời tụi con phân tích tới đây cho thầy hiểu. Nãy giờ cái công nghệ mà xã hội nó đang đi tới, mà khoa học thì mới tới 3.0, mà chúng con là 4.0, chúng con mới dám mời thầy ngồi ở đây để nói cho thầy nghe. Và chúng con biết được cái thói quen, cái truyền thống, cái lẽ sống của con người, chúng con mới dám kết luận là nó ung thư vì lý do là ăn động vật. Mà đối chiếu với lời Đức Phật là động vật không phải là thức ăn. Chưa nói đối chiếu với Chúa, Chúa còn lẹ hơn nữa. Chúa còn cho mình là ăn cây cỏ mà hạt giống, chứ đâu cho mình ăn động vật. À, anh em của mình mà. Đối với đạo Chúa là anh em của mình mà, đâu có được phép. Còn nói với Đức Phật thì nó là có Phật tính mà. Thầy công nhận không? Nó có Phật tính mà, tại sao mình sát sanh nó? Còn nếu anh ăn như thế này mà anh ung thư nữa là chủng tử của anh đã bị rồi. Phải chính cái chủng tử này. Thầy có ý kiến gì không thầy? Xin mời thầy ý kiến cho chúng con. Thầy có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì không? Đó. Sự đời là như thế. Các thầy có ý kiến gì không? Thì thôi cứ chữa bệnh thôi. Sau khi cha phân tích như thế này, thì rõ ràng mình đưa công nghệ 4.0 bằng nước vào, thì đương nhiên là nó phải thay đổi. Còn nếu cha chữa cho con mà không hết nữa rồi, con vui vẻ mà không chết.
Cha dám bảo đảm với con không ai chữa được như cha hết. Thầy có công nhận điều này không? Năm nay 80 tuổi rồi đó. Không có ông bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học trên thế giới, không có ông nào mà không thích được. Đúng không? Không hiểu. Không. Và cái mấu chốt ở chỗ là động vật không phải là thức ăn của mình. Cái mấu chốt nằm ngoài. Cuối cùng mình ăn theo cái lẽ sống mà. Nếu mà truyền thống là đã khó thay đổi rồi, lẽ sống làm sao thay đổi đây? Tối ngày nó là máu huyết ăn nó vô, mới có máu huyết nó chảy trong người tôi, làm sao thay đổi được? Vậy con xin trình bày với thầy, với hai thầy như vậy nha, với nói với các bệnh nhân, với con cố gắng nha. Con khi con đã đến đây rồi, con chết con vui chứ. Con vui chứ con. Và cha bảo đảm con đi chỗ nào cũng có được chữa chữa. Thầy có công nhận điều này không? Không chứ, cho dù có về chùa thầy đi chăng nữa, thầy cũng không có cách chữa. Không hiểu chữa không được chứ không ạ. Mà bệnh gan này không hiểu chữa nó bệnh tới. Nó tới, nó là một hình thức gọi là cuốn chiếu. Nó cuốn tới bệnh tới. Yeah. Rồi đó là ý kiến mà cha đã đưa ra vậy rồi ha. Bây giờ thôi mình làm giấy nha. Thầy ơi, ở đây tụi con làm giấy. Bệnh nhân nào đến đây khám bệnh là cũng phải là làm đơn xin khám bệnh. Đơn này là đơn khám bệnh miễn phí, không phải trả tiền. Là một cái đơn mà mua trước khi khám bệnh, người bệnh ký vô đây để nói với con rằng sau khi con hết bệnh cha không lấy tiền con. Một cái giấy thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Giấy này thầy giữ một bản, cha giữ một bản để nói với người bệnh rằng sau khi mà trong quá trình chữa trị mà lỡ xảy ra chết chóc hay là gì đó không được thưa kiện. Thầy công nhận không? Con công nhận không? Chứ giờ con gần chết rồi, giờ con ở đây hai bữa con chết, con thưa cha hay thưa thầy là ai ở tù cho xiết. Hơn nè, con có công nhận điều này cha mới chữa. Con chấp nhận điều này không? Vợ con có chấp nhận không? Nếu có chết là mình đem về mình chôn cất nha. Còn nếu mà con không chấp nhận điều này cha không dám chữa. Lỡ thưa cha thì không nói gì mà thưa ông sư trụ trì tội nghiệp ổng. Ổng dính líu gì trơn mà giờ ổng đi ở tù vậy kỳ dữ lắm. Con đồng ý không? Đồng ý không? Người thân đồng ý không? Hả? Người thân có ý kiến gì không? Đồng ý à. Đồng ý nha. Rồi thầy cho ký tên. Lát nữa tụi con ký cho thầy giữ một bản. Thầy giữ là một bản để tất cả mà các chư tôn đức. Thầy thì thầy có cái bằng chứng để thầy nói chuyện. Để không thôi thì thầy đối chiếu chứ để không thôi người ta nói thầy đi đâu vậy đây. Thế nè, bây giờ thầy đi, thầy giữ là một cái bản này. Cái giấy này thầy ký thì nó không giá trị nhưng mà con ký ngược lại sẽ có giá trị. Thầy có giá trị cho thầy để thầy đem về thầy đối chiếu với tất cả những người mà muốn thắc mắc thầy. Thì thầy sẽ đưa giấy này lại là thầy an toàn nha. Đúng ra tụi con cũng không cần phải đưa cho thầy một miếng nhưng mà thôi, thấy người tu người ta không có lỗi lầm gì mà lỡ bắt chẹt người ta tội nghiệp người ta. Nha. Rồi, yêu thương và cho không nha. Thầy vô. Dạ, chút nữa viết vô thầy, chút nữa mấy lương y á, thầy viết vô đây rồi thầy giữ, thầy giữ lại miếng để thầy làm tài liệu sau này mình có gì mình trở tay kịp. Chứ thế gian nó làm dữ lắm thầy ơi, nó không giống như mình nghĩ đâu. Nó tấn công mình là nó tấn công tới, không là nó không lui. Mình phủ ba bó như vậy. Mình phủ ba bó như vậy. Thầy thấy tại nãy giờ tụi con nói vậy có gì sai sót không? Dạ không có, thầy không quan tâm. Dạ. Bị ở đây hiểu thêm một số vấn đề. Dạ, hiểu thêm số vấn đề nữa ha. Dạ. Dạ. Thầy xin mời thầy ký làm chứng vô trong này. Chứng hai. Chút nữa thầy ký xong rồi thầy giữ lại bản này. Chạy đây. Thầy ghi họ và tên thầy trong này. Hai bản lần lần thầy giữ lại một bản. Thì con ký cho thầy giữ lại một bản.
Rồi, thầy sẽ giữ lại một bản như thế này nha, chút nữa sẽ điền vô đây cho thầy giữ, điền nội dung thông tin vô trong này để khi thầy về chùa thì giữ lại cái đây làm tư liệu để sau này có ai hỏi han thầy có lý của thầy nói chuyện. Còn cái chuyện mà tụi con có trình bày với thầy nãy giờ, chuyện này là chuyện khoa học không, chứ không phải là chuyện mê tín, là chuyện diễn vong hay là chuyện giả tưởng, chuyện có thật nha, chuyện có thật 100%. Mà chúng ta phải cầu xin trời Phật cho chúng ta sống lâu chút nữa để chúng ta thấy cái công nghệ mà cha đang nói nó sẽ đi vào hoạt động. Từng người bán hàng rong cũng phải biết công nghệ 4.0, chứ không phải nói là sư trụ trì với linh mục mới biết. Mà kể cả cái bà bán xôi, cái bà ăn bán vé số phải hiểu được công nghệ, tất cả phải hiểu được công nghệ. Thì cha đã ký cho con rồi nha, đây là hồ sơ pháp lý của con, thì con cố gắng con ở lại đây chữa trị theo lời dạy của các lương y để chữa con. Điều kế tiếp cho nhắc con nè, không có phải tự nhiên mà các thầy dắt con đi, nó phải có một cái duyên kiếp gì đó các thầy mới dắt đi. Nhưng các thầy dắt con đi không phải là các thầy là ở không mà dắt. Người ta là tu hành, người ta đủ thứ công chuyện của người ta, chứ người ta ở không đi dắt con đi. Nhưng mà sau lần này con được cứu mạng rồi, con về con phải nhớ ơn thầy. Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng thầy. Giờ đây thầy phải gánh con xuống đó. Mây trời lồng lộng không phủ kính con thầy, nhớ nhiều đời cho nó nha. Trong quá trình chữa bệnh con phải sám hối, phải nhiếp tâm niệm Phật nha, để xin Phật gia hộ cho con mạnh khỏe trở về để trả công ơn cho các vị mà đã cứu con. Còn cha và các thầy ở đây thì đó là những người đầy tới, con tới đủ điều kiện mà cứu, chứ không có phải cần phải trả công trả ơn gì hết nha. Đây là những vị Bồ Tát của con, ngày mai này con sống lại thì đây là những gì cứu con, không phải cha và các thầy ở đây. Nó rõ với con là lập trường như vậy nhé. Con có ý kiến gì không? Rồi, thôi vậy ha. Thầy có ý kiến gì cuối cùng dạy chúng con vài câu? Dạ thôi thì dạy thôi tốt rồi. Dạ, vậy thì thôi. Dạ, vậy thì bây giờ chúng con mời thầy dẫn bệnh nhân với mấy thầy lương y đến phòng khám nha. Dạ. Xin mời mọi người đứng lên đọc kinh nha. Nhưng nhìn cha và con và thánh thần hai mê, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần như đã có cứu chữa cùng và bây giờ và ngày tối. Chúng con kỳ thị dân Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng gì vậy. Cho nhân cha và con và Thánh Thần. Xin mời thầy và mọi người đi vào phòng khám. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.